thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thanh tra vừa xử phạt 12 cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập với số tiền trên 240 triệu đồng. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra kho chứa đựng thực phẩm của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phonic Pharma, địa chỉ B06V7, khu đô thị Terra An Hưng, Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, đoàn công tác phát hiện có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Do đó, cơ sở này đã bị xử phạt 12 triệu đồng. Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên ăn ngủ ngon Sleepwell, lô sản xuất 010223, ngày sản xuất 21 tháng 2 năm 2023, hạn sử dụng 20 tháng 2 năm 2026 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Gold Care sản xuất bị buộc thu hồi. Cụ thể, sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm này có chỉ tiêu tổng số bào tử nấm men, nấm mốc không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Với hành vi vi phạm, công ty này bị xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng là đơn vị buôn bán lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên ăn ngủ ngon Sleepwell không đảm bảo an toàn thực phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm quốc tế Nutrifarma bị xử phạt gần 5 triệu đồng. Theo thống kê, trị giá lô hàng vi phạm đã tiêu thụ ra ngoài thị trường là gần 3,2 triệu đồng. Cả đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối đều bị buộc thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, thanh tra sở cũng đã xử phạt và buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo của nhiều cơ sở vi phạm với hành vi thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần bệnh viện hữu nghị quốc tế Hà Nội, địa chỉ số 78, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Giang, địa chỉ ngõ 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên cùng bị xử phạt vi phạm hành chính mức 30 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Beauty Cosmetic Việt Nam, địa chỉ số A26TT11, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, bị xử phạt 45 triệu đồng và buộc tháo gỡ xóa bỏ quảng cáo. Nguyên nhân là do đơn vị này quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt là mỹ phẩm mà không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Hộ kinh doanh thẩm mỹ viện Cao Kim số 42 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Hộ kinh doanh nha khoa Nam Minh số 161 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa đều có hành vi vi phạm là quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Cả hai cơ sở này đều bị xử phạt mức 22,5 triệu đồng và buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo về khám bệnh chữa bệnh trên internet. Công ty cổ phần Vinameco, địa chỉ số 27 ngách 47, ngõ 255 đường Lĩnh Nam, bị xử phạt 25 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm sản phẩm dinh dưỡng công thức Vinlac Gold 2 trên Facebook không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo do Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội cấp. Thanh tra sở Y tế Hà Nội cũng buộc công ty phải tháo gỡ, tháo rỡ, xóa quảng cáo không đúng của sản phẩm dinh dưỡng công thức Vinlac Gold 2 trên Facebook.